Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SVTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Bản tin cực nóng gây chấn động dư luận. Thông tin liên quan đến vụ án Lý Nhất Kỳ khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét biệt phủ dát vàng của Lý Nhất Kỳ và tìm thấy hầm vàng, kim cương và kho vũ khí khủng. Thưa quý vị thân mến, sáng nay, Bộ Công an chỉ đạo khám xét nơi ở của Lý Nhất Kỳ tại căn biệt thự dát vàng thành phố Thủ Đức. Các nhân viên an ninh làm nhiệm vụ tá hỏa khi khám phá. Trong nhà Lý Nhất Kỳ có một tầng hầm chia hai ngăn, một ngăn chứa toàn vàng và kim cương hột xoàn, còn một hầm toàn chứa vũ khí, súng ống và đạn dược. Đây quả thật là một âm mưu chính trị. Cụ thể, vào sáng nay lúc 10 giờ, đội đặc nhiệm cùng Công an TP.HCM do Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ huy đột nhập vào nhà của nghệ sĩ Lý Nhất Kỳ để khám xét nơi ở của cô ta. Lẽ ra địa bàn Thủ Đức thì Công an Thủ Đức làm nhiệm vụ này, nhưng có lẽ vì đây là vụ án lớn, một con cá to nên Trung ương phải chỉ đạo và giao nhiệm vụ này cho Đại tá Đinh Văn Nơi. Đây là chiêu đánh án đầy mưu lược của lãnh đạo. Nhớ hồi bắt Nam Cam cũng vậy. Mặc dù Nam Cam đang cư ngụ tại TP.HCM, nhưng Trung ương phải điều Công an tỉnh Tiền Giang bắt Nam Cam với lý do sợ Công an TP.HCM đã bị Nam Cam mua chuộc nên dễ bị nới lỏng những tay trùm cá này. Thưa quý vị, nói thật, Đảng Cộng sản dở về làm kinh tế, còn về vấn đề truy bắt tội phạm an ninh quốc gia thì không thua gì các nước tiên tiến nhất hành tinh. Sau khi độc lệnh khám xét nơi ở của Lý Nhất Kỳ, các chiến sĩ đã lục soát từng căn phòng. Tất cả các chiến sĩ đều phải choáng ngợp với trang trí nội thất trong căn nhà. Một chiến sĩ tên Mã nhìn vào chiếc đồng hồ với vàng nguyên khối mà vấp té trọng ngòng, bị bong gân phải đưa đi cấp cứu. Tất cả đồ đạc đã được niêm phong đưa lên xe của cảnh sát. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ lục lọi tìm tòi những bằng chứng phạm tội của Lý Nhất Kỳ, khi các đồng chí tới nhà bếp sang trọng của Lý Nhất Kỳ, thì các chiến sĩ phát hiện từ dưới chân có tiếng nghe, kêu là lạ. Các đồng chí dừng lại, lấy bắn súng khò nhẹ nhẹ xuống nền nhà, thì nghe tiếng bong bong, khác hẳn với những chỗ khác kêu bịch bịch. Các chiến sĩ nghi ở dưới có cái hầm. Lý Nhất Kỳ lúc ấy khuôn mặt cắt không còn một tí máu, mặt xanh như tàu lá chuối. Đại tá Đinh Văn Nơi hỏi Lý Nhất Kỳ ở dưới có gì à? Lý Nhí không thành lời. Đại tá Đinh Văn Nơi nói với Lý Nhất Kỳ, nếu cô không nói cho chúng tôi biết ở dưới có gì và chỉ cho chúng tôi chỗ để xuống dưới, thì chúng tôi bắt buộc phải đào nhà lên. Lý Nhất Kỳ tay chân run bần bật, miệng méo mó, cô ta vừa khóc vừa nói, các anh bắt tôi thì được chứ, làm sao phải phá nhà của tôi? Nhà của tôi xây dựng có phép hẳn hoi. Đại tá Đinh Văn Nơi nói, chúng tôi không phải phá nhà của cô, mà chúng tôi muốn biết cô đang cất giấu thứ gì ở dưới đó. Cô Kỳ lúc đó có lẽ muốn mua chuộc đại tá Đinh Văn Nơi để ông bỏ qua cho cô nên đá long nheo. Đại tá Nơi có lẽ muốn hối lộ vốn tự có hay có thể vàng bạc đa quý. Đại tá Đinh Văn Nơi biết nhà ý của cô Kỳ. Cô quên đi rằng ông Nơi nổi tiếng là một quan thanh liêm. Ông đại tá gằn giọng với cô Lý Nhất Kỳ, đừng giỡn với tôi nha. Cô có chỉ cho chúng tôi nắp hầm để kiểm tra hay không? Biết là không thể là từ chối được nên cô Kỳ chỉ vào bình ga. Khi nhấc bình ga lên thì các đồng chí lấy sờ ben nại viên đá granite lên. Thì đây là một cánh cửa đi xuống chiếc hầm. Tôi chỉ còn con tách để bật đèn lên căn hầm sáng rực. Các đồng chí từng người là leo xuống dưới và kể cả cô Lý Nhất Kỳ. Tất cả các rương lớn nhỏ được mở ra trước sự chứng kiến của cô Kỳ và các chiến sĩ. Tất cả đều là kim cương và vàng óng ánh, trông như là câu chuyện cổ tích. Hết phải là 10 cái rương. Cái toàn là vàng, 3 cái kim cương và hột xoàn. Đại tá Đinh Văn Nơi làm thủ tục niêm phong từng món đồ. Sau khi niêm phong thì các đồng chí quan sát thì góc bên tay phải có một cánh cửa. Khi cánh cửa được mở ra thì ai nấy đều tròn xoay đôi mắt. Cả căn hầm đều là vũ khí với nhãn hiệu Made in China. Nào là súng đại liên lựu đạn, súng cối có cả súng con, số vũ khí chở một xe tải không hết. Đại tá Đinh Văn Nơi điện lên Bộ Công an cho xe tới trở về cơ quan để điều tra làm rõ. Thưa quý vị thân mến, theo như chúng tôi được biết thì Lý Nhất Kỳ mang quốc tịch Trung Quốc là nữ đại tá trong Cục Tình báo Khoa Nam. Lý Nhất Kỳ có một mối quan hệ mật thiết với bà trùm Trương Mỹ Lan, chủ doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát. Lý Nhất Kỳ từng cố vấn cho Trung Quốc nhiều dự án mang tính thôn tính Việt Nam. Ngoài số vũ khí vàng bạc kim cương hột xoàn, còn có cả một album.
với toàn những hình ảnh chụp chung với người tình của cô ta. Trong đó đã có nhiều hình ảnh với quan chức Trung Quốc, có cả một tấm hình chụp chung với Tập Cận Bình. Quả thật tin đồn quá không sai. Thưa quý vị, đã đẹp lại giàu có, độc thân dài lâu, nên danh sách người tình tin đồn của Lý Nhất Kỳ liên tục được nối dài. Và hầu hết đều là Mỹ Nam, và nhiều người còn rất trẻ. Lý Nhất Kỳ có sự nghiệp thành công nhưng lại khá lận đận về đường tình duyên. Năm 2009, cô gây bất ngờ khi tuyên bố đã chia tay bạn trai 9 năm. Nay ở tuổi 40, cô vẫn đang tiếp tục tìm người đàn ông phù hợp để gắn bó dài lâu. Gần đây nhất, Lý Nhất Kỳ nhận làm nữ chính trong show Hẹn Hò, Người Ấy Là Ai? Cô được là Thái Hoa, chàng trai 24 tuổi gốc Việt sinh sống tại Đức, chủ động tỏ tình. Tuy nhiên sau chương trình, nữ diễn viên cho biết cô chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với chàng trai này. Trước Thái Hòa, nữ diễn viên cùng từng dính tin đồn hẹn hò với nhiều sao nam trẻ tuổi khác. Tuy nhiên cô luôn khẳng định chỉ coi họ như những đàn em, đồng nghiệp, người hợp tác trong công việc với Song Luân. Lý Nhất Kỳ và Song Luân nhiều lần bị đồn hẹn hò do có những bức ảnh thân mật bên nhau. Họ dành cho nhau ánh mắt ngọt ngào, tình cảm với những cặp đang yêu. Cả hai cũng không ngần ngại nắm tay, tựa đầu vào nhau. Tuy nhiên, Lý Nhất Kỳ phủ nhận chuyện là tình cảm với đàn em. Chúng tôi chỉ là chị em trong sáng, cô nói. Những hình ảnh thân thiết với Song Luân được chụp sau hai người hợp tác trong một dự án nghệ thuật. Cả hai chỉ xem nhau như là chị em ngoài đời, cũng như hoạt động giải trí. Về phần Song Luân, anh ngưỡng mộ ngân sách, lối giao tiếp tự tin, thông minh của đàn chị. Thưa quý vị, như trong các bản tin chúng tôi đã gửi đến quý vị, do có tài cướp bóc và làm giàu phi pháp, dư luận cho rằng gia tộc Lê Thanh Hải vào loại giàu nhất Việt Nam. Hiện nay, chưa nói đến gia tài kích xù gia tộc họ Trương. Chỉ nói đến Lý Nhất Kỳ chỉ là vợ hờ của Lê Trương Hiền Hòa, cũng là nơi rửa tiền cho tập đoàn Lê Thanh Hải. Lý Nhất Kỳ giàu cỡ nào và nhờ ai mà có du thuyền, sắm siêu xe, xây biệt thự trăm tỷ dát vàng, đeo nhẫn kim cương 7 tỷ. Nhã Kỳ là bồ của Lê Trương Hiền Hòa từ nhiều năm nay. Từ đó cô ta trở thành một mắt xích cho một chuỗi tập đoàn khổng lồ ngầm là Lê Thanh Hải Bùi Văn Nam. Một tập đoàn bao trùm về kinh tế, chính trị, an ninh với nhau không phải là bồ của Lê Trương Hiền Hòa. Liệu các tỷ phú Hoa Kiều có nhận Lý Nhã Kỳ làm con nuôi hay không? Chắc chắn chẳng bao giờ. Nếu những tỷ phú này không trông thấy thế lực đằng sau Lý Nhã Kỳ, mối quan hệ tình ái với Lê Trương Hiền Hòa đã giúp cho Lý Nhất Kỳ được lựa chọn làm mắt xích để rửa tiền cho tập đoàn Lê Thanh Hải Bùi Văn Nam. Tất nhiên ở cương vị nắm giữ tình báo, việc rửa tiền như thế không thể nào qua mắt được Nam. Bởi thế, việc đưa Nam vào mắt xích này là điều đương nhiên mà Lê Thanh Hải phải làm. Bùi Văn Nam đã được Hải trả công hậu hĩnh bằng tiền bạc và chức thứ trưởng suýt lên làm bộ trưởng nhiệm kỳ vừa qua. Lọt vào một đường dây lớn của những ông trùm đầy nguồn lực như thế, khối tài sản Lý Nhất Kỳ đâu có gì là bí hiểm. Nhưng đằng sau đồng tiền kích xù của Lý Nhất Kỳ có được là do làm trung gian rửa tiền, chuyển tiền cho nhóm Lê Thanh Hải Bùi Văn Nam. Còn là một tội ác khủng khiếp đối với đất nước, đó là nhóm này đã giúp cho những Hoa Kiều quận 5 cướp những khu đất vàng ở TP.HCM như Trương Mỹ Lan và ông chồng là chủ tịch tập đoàn bất động sản Hồng Kông. Lý Nhất Kỳ được các bà mẹ nuôi tỷ phú gốc Trung Quốc cho tiền ư? Dễ biết thôi, cho tiền mặt thì 10.000 đô trở lên, mang vào Việt Nam phải khai báo, chuyển qua ngân hàng cũng dễ kiểm tra thôi, mã chuyển tiền, ngày nào, giờ nào. Tuy nhiên, một khi Tổng cục Tình báo của Bộ Công an đã làm ngơ, không biết thì không có cơ quan nào, đơn vị nào dám biết cả. Số tài sản khổng lồ mà Lý Nhất Kỳ có được không phải chỉ là tiền cướp đất, cướp tài nguyên quốc gia, đáng sợ hơn, có khi nó còn ẩn chứa những hành động là bán nước cho thế lực ngoại bang, núp đằng sau những ba mẹ nuôi tỷ phú gốc Trung Quốc, nhằm giúp cho lò của Bắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nóng liên tục. Tôi xin góp một bàn tay trong việc phân tích với ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM. Tôi muốn mở đầu với ông Lê Thanh Hải từ một câu chuyện nhỏ nhưng nó mở ra một vấn đề lớn. Hẳn những ai hay đọc Facebook chính trị đều biết nickname Thùy Trang Nguyễn. Nick này được nhiều tin chính trị rất ghê gớm. Thật có, giả có, tùy theo nhận thức của người đọc. Tháng 8 năm 2015, nhân sự kiện cầu Phú Mỹ ở TP.HCM có khe hở kỹ thuật rộng là Thùy Trang Nguyễn có đưa tin và đưa ra thông tin rằng cầu bị hỏng là do một công ty sân sau của Lê Thanh Hải thẩm nhũng. Sự việc ồn ào đến mức Ủy ban Nhân dân TP.HCM phải ra thông báo giải thích với dư luận là sự việc không liên quan đến Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải. Sau đó, Thùy Trang Nguyễn đưa tin đính chính là nhầm lẫn và xin lỗi bạn đọc. Cùng đính chính về Bí thư Lê Thanh Hải,
Nếu các bạn biết rằng Thùy Trang Nguyễn luôn đưa các tin động trời, kể cả những tin ghê gớm như nói ông Nguyễn Tấn Dũng đã giết chết ông Phùng Quang Thanh, mà còn không đính chính, không lo sợ. Thế nhưng Thùy Trang Nguyễn và đính chính một vấn đề nhỏ về ông Lê Thanh Hải, thì các bạn nghĩ gì? Thùy Trang Nguyễn không sợ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng lại sợ ông Lê Thanh Hải. Vấn đề nằm ở đâu? Nếu các bạn nào quan tâm tới chính trường Trung Quốc, các bạn hẳn còn nhớ Trùm An ninh, Tình báo Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang. Ông Chu Vĩnh Khang, thời còn làm Bộ trưởng Công an Trung Quốc, thì có quan hệ với ông Lê Thanh Hải, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Sau đó, khi ông Khang vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Hải lên Bí thư Thành ủy thì quan hệ ngày càng kháng khít hơn. Sẽ là bình thường nếu chỉ là xã giao công vụ. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy quan hệ này không chỉ đơn thuần là công vụ. Ông Chu Vĩnh Khang những lần thăm Việt Nam thì hay vào Thành ủy TP.HCM gặp ông Lê Thanh Hải. Quan hệ công vụ gì giữa Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách an ninh tình báo của Trung Quốc với một lãnh đạo địa phương của Việt Nam có liên quan gì đến việc TP.HCM kiên quyết giải tán biểu tình phản đối giàn khoan HD981 năm 2014-20? Chính vì quan hệ cá nhân giữa ông Hải và ông Khang thân thiết nên ngày trước khi ông Khang còn chưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý, thì TP.HCM hay cử đoàn sang giao lưu với tỉnh Tứ Xuyên, nơi ngày xưa ông Khang là bí thư tỉnh ủy. Về sau, khi ông Khang vào Bộ Chính trị nắm an ninh gián điệp tình báo thì Tứ Xuyên là sân sau. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.